Dạ, em xin kính chào các bác Yêu Lan nhá. Thì hôm nay vẫn là khởi đầu xuân năm mới các bác ạ. Em lại chia sẻ những cái tác phẩm đơn thân các bác nhá. Toàn bộ là những siêu phẩm VIP em gửi đến các bác trong live ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì em cũng xin kính chúc tất cả sức khỏe các bác, anh chị, các cô nhà mình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng ạ. Đấy, và đi đến chi tiết bán hàng, các bác đặt hàng gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977 842 981 các bác nhé. Đây, nhà em thì cũng đang chuẩn bị đóng hàng đi cho khách đây các bác ạ. Đấy. Nhưng mà cái lô này thì chắc phải đóng hết ngày mai mới xong các bác ạ. Đấy. Hết ngày mai mới xong, và hồi sáng thì em cũng đã đi 10 thùng lan cho khách rồi các bác ạ. Tại vì sáng nay em gửi xe đấy, gửi xe miền Bắc. Đây. Đây là một số đơn hàng em đang chuẩn bị đóng đi cho khách đây các bác nhé. Nói chung là vẫn còn tồn rất là nhiều các bác ạ, nên là chắc là chỗ này thì cũng qua ngày mai thì em sẽ đóng xong ạ. Đấy. Rất là nhiều luôn các bác nhé. Nên là các bác, anh chị, các cô mình mà đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại là 0977 842 981 các bác nhé. Để đi đến chi tiết bán hàng thì em sẽ giới thiệu các bác về đơn thân. Mở đầu like thì em xin chia sẻ các bác, đó là một cái rể tam bảo sắc hoa trắng các bác. Đây là một cái rể tam bảo sắc trắng rừng các bác nhé. Phải nói là nó ra quá nhiều vòi hoa rồi các bác ạ. Đây, tam bảo sắc trắng rừng nhé. Nói chung là những cái rể như thế này thì thị trường các bác vẫn phải mua theo thân các bác ạ. Mở đầu like thì em xin giới thiệu các bác cái mã T1 ạ. Tam bảo sắc trắng nhé. Dạ, T1 là nguyên rể các bác ạ, nguyên rể ạ. Đấy, bác nào sưu tầm được cái rể này thì em gái chia sẻ. Bình thường mà một thân thì các bác sẽ mua tầm 600 đến 800k một thân ạ. 1, 2, 3, 4, gọi là 5 thân các bác nhé. 5 thân một rể ạ. Dạ, đơn này em xin chia sẻ với các bác bằng 580k các bác nhé. 580 cho cái mã T1 ạ, tam bảo sắc trắng ạ. Dạ, tiếp đến thì em chia sẻ cái mã T2 các bác. T2 vẫn là tam bảo sắc trắng này. Vì lũa nó mục nên là em bóc nó ra các bác ạ. Đấy. Một dề này là nó bị gãy cả ngọn các bác nhé. Còn hai ngọn thôi. Cái này đứt mất một lá ngọn. Dạ, cái dề này có mã là T2 ạ. Nó vòi hoa thì các bác thấy rồi, trên thân còn rất là nhiều ạ. Em để các bác cái mã T2 này bằng 160k các bác ạ. 160 cho cái mã T2 các bác nhé. Nói chung là các bác sưu tầm, mình có cái giống đẹp để mình sưu tầm ạ. Còn không bình thường thì không phải năm mới thì em cũng chia sẻ cái đơn này bằng 400k rồi. Đơn này em chia sẻ các bác bằng 160k các bác nhé. 160 cho cái mã T2 ạ. Dạ, đến cái đơn này có mã là T3 các bác nhé. Tam bảo sắc trắng á. Có 4 đơn thôi các bác, có 4 đơn thôi. Dạ, cái mã T3 ạ. Đây các bác, cái T3 này. Đấy, T3 rất là đẹp các bác nhé. Chung là đấy, vòi hoa trên thân rất là nhiều. 1 ạ, 2 ạ, 3 ạ. Chung là 4 ngọn cả ngọn nhỏ các bác nhé. Đấy, 4 ngọn cả ngọn nhỏ ở cái mã T3 này thì ngọn này thì rất là đẹp các bác ạ. Ngọn rất là đẹp, vòi hoa rất là dài. Đấy, lá nhựa các bác. T3 thì em để các bác bằng 250k các bác nhé. 250 cho cái mã T3 ạ. Bình thường ngọn siêu VIP này các bác sẽ mua tầm 650 ạ. Em để các bác bằng 230 các bác nhé. Đó, 230k cho cái mã T3 các bác nhé. T3. Đấy, bác sưu tầm được thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Còn tiếp đến là của em cái mã T4 các bác nhé. T4 này. Mấy ngọn các bác ạ. Nói chung là ngọn thì nó lỗi, ngọn thì nó không các bác nhé. Về các bác ký mình đã được một lũa đẹp rồi ạ. T4 thì có 1, 2, 3, 4, 5 ngọn các bác ạ. 5 ngọn nhé. Cái mã T4 5 ngọn thì bác nào sưu tầm được thì em chia sẻ. Các bác ơi, cái đơn này với giá bằng 180k các bác nhé. 180 cho cái mã T4 ạ. Tam bảo sắc trắng các bác nhé. T4 ạ. Đó. Bác nào sưu tầm được T4 chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, em để với giá bằng 180k các bác ạ. Đã, tiếp đến thì em chia sẻ các bác một số đai châu ạ. Trước màn hình của em là một cái chậu đai châu ấy, một chậu đai châu mà nó gãy ngọn các bác. Đây, đang để con các bác, đang để con đấy, rất là đẹp ạ. Cây này thì khá là đẹp rồi, cây này khá là đẹp rồi, cây này gãy ngọn nhưng mà nó vẫn đang đi nụ các bác nhé, đang đi nụ ạ. Thực tế đai châu có những cây nó gãy hết ngọn, nó để con rất là nhanh ạ. Dạ, cái mã này thì có mã là E3 đai châu ạ. À không, em xin lỗi, cái mã này bác chốt cho em là E11 các bác nhé. Xin lỗi, cái mã này là E11. Em để các bác bằng 180k các nhé. Đấy. Các nhìn này cây quá đẹp luôn, E11 ạ. Đấy, về các bác chỉ cần bỏ thêm phân thôi ạ. E11 bằng 180 các bác nhé. E11 bằng 180 các bác ạ. Dạ, tiếp đến thì em chỉ giới thiệu các bác một cái chậu đai châu hay cây ạ.
Màu cam lửa các bác, màu cam lửa. Chậu này 2 cây, bình thường cái màu cam lửa với cái màu vàng thì nó rất là đắt các bác nhá. Em còn có một chậu cam lửa mã là E6 á. E6 cam lửa, bác nào sưu tầm được em chia sẻ với giá bằng 180k các bác nhá, 180k cho cái mã E6 á. E6 cam lửa nhá cả nhà mình, một chậu 2 cây nhá. E6 cam lửa 180, bác sưu tầm cam lửa E6 thì chốt cho em 180 các bác nhá. Và tiếp đến cái mã này thì S6 này là nó bỏ mất một lá gốc này. Đấy, bỏ mất một lá gốc. Dạ, tiếp đến cái mã này của em thì có mã là E2 ạ. Dạ, E2 cam lửa. Bác sưu tầm thì em chia sẻ cái cặp này với giá bằng 250 các bác nhá. Một cặp các bác về có thể đây các bác. Đó, dáng của nó là thác đổ này. Đó. Bông nó có tàn rồi nhưng mà nó đang phai các bác nhá. Đó. E2 cam lửa em để các bác với giá các bác chốt là E2 cam lửa giùm em nhé. E2 cam lửa em để các bác bằng 250 các nhé. 250 cho cái cặp cam lửa này. Nó rất là đẹp luôn. Đó, bình thường cái cặp này của em thì nó sẽ không dưới 500k một cặp ạ. Dạ, em để các bác với giá bằng 250 cho cái mã E2 các bác nhé. E2. Đó. Các bác sưu tầm được thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại bên em gái chia sẻ Zalo từng đơn từng lũa các bác nhé. Tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác đó một cái giò sóc. Một giò sóc đỏ khủng cả nhà mình nhá. Một giò sóc đỏ khủng. Bình thường em chia sẻ những cái mã sóc đỏ khủng này với giá bằng 1 triệu các bác ạ. Nhưng hôm nay thì vẫn là đầu xuân năm mới. Đó, bác nào sưu tầm được cái giò sóc đỏ có mã là S1 ạ. Đó, S1 các bác sưu tầm được thì em chia sẻ với giá là bằng 800k các bác nhé. Đó, 800k cho cái mã S1 sóc đỏ khủng. Và sóc đỏ khủng các bác nhé. Đó, các bác sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em gái chia sẻ Zalo từng giò nhé. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một chậu quế tím các bác ạ. Đây. Đó, trước màn hình của em là một chậu quế tím siêu VIP các bác ơi nhá. Nó là hàng thuần rất là lâu năm rồi, chuẩn bị mùa hoa rồi các bác ơi. Chuẩn bị mùa hoa rồi, tại vì em có một chậu thôi nên em sẽ không lên mã các bác ạ. Dạ, quế tím sưu tầm được em gái chia sẻ bằng 350 các bác nhá. 350 cho quế tím ạ. Đó, 350 cho cái chậu quế tím các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm được quế tím thì chốt cho em là 350 ạ. Có một đơn nên em sẽ không lên mã các bác ạ. Dạ, trước màn hình của em đó là một cái chậu Corat Coffee các bác. Corat Coffee nhé. Đó, bác nào sưu tầm Corat Coffee các bác chốt cho em cái chậu Corat Coffee. Có cả những cái cây miệng bồng con các bác ạ. Phải nói rất là đẹp. Nên là do quá trình lên chậu thuần lâu năm rồi các bác. Nó bị rùi vàng chích khô nhé. Dám, gọi là dám. Hai cây miệng bồng con ạ. Dạ, chia sẻ cái chậu Coffee ạ. Với giá bằng 600k các bác nhé. 600k cho cái chậu Corat Coki ạ. Đó, bác du tầm Coki thì chốt và gọi cho em các bác nhé. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái chậu chồn hồng các bác. Chồn hồng phải nói rất là to ạ. Cây chuẩn bị nụ các bác nhé. Chồn hồng thì cái mã này là các bác chốt cho em là A10 ạ. Đó, trước màn hình của em A10 là một chậu chồn hồng các bác nhé. Đó, bác du tầm được cái chậu chồn hồng của mã A10. Em chia sẻ với giá bằng 500k các bác ạ. Đó, 500k cho cái mã chuồn hồng và mã là A10 đấy nhé. A10 chuồn hồng ạ. Dạ, tiếp đến của em nó là cái mã A16 ạ. A16 thì vẫn là một chậu chuồn hồng các bác nhé. A16 chuồn hồng em chia sẻ các bác với giá bằng 300k các bác nhé. Đó, 300k cho cái mã A16 chuồn hồng ạ. Đó, bác là số tầm A16 chuồn hồng một chút. Giờ gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, số điện thoại thì em đã để trên bài rồi ạ. Dạ, chia sẻ cái mã A15 ạ. A15 vẫn là một chậu chồn hồng khá là to các bác ơi. A15 chồn hồng nhé. Đó, sưu tầm được cái mã A15 thì chốt cho em với giá bằng 350 các bác ạ. Đó, 350 cho cái mã chồn hồng có mã là A15 các bác nhé. Chồn hồng ạ. Đó, tiếp đến của em là cái mã A12 chồn trắng các bác nhé. Chồn trắng cái chậu A12 phải nói siêu đẹp các bác ạ. Đó, bình thường thì cái chồn trắng này thì nó rất là đắt các bác nhé. Đấy, các bác mua thì vẫn phải đếm theo ngọn cơ. Nhưng cái này là đầu xuân năm mới em gái chia sẻ cái chậu chồn trắng của mã là A12 ạ. A12 chồn trắng em để các bác bằng 350 các bác nhé. Đó, 350 cho cái mã A12 chồn trắng ạ. Dạ, tiếp theo là cái mã A11 các bác. A11 chồn trắng phải nói cây khá là to ạ. Rồi A11 chồn trắng nó ít cây hơn một chút các bác nhé, nhưng mà khá là đẹp. Rồi em cũng để các bác với giá bằng 360k các bác nhé. 360 cho cái mã chồn trắng A11 ạ. Dạ, A11 chồn trắng bằng 360 các bác nhé. Đó, bác du tầm đi chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Dạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu nhạn tháng 4 Buôn Đôn cả nhà mình ạ. Rất là to ạ. Thì thường những chậu
tháng 4 bôn đôn siêu to này em vẫn chia sẻ với giá bằng 1.200.000 một chậu ạ. Đấy. Rồi là đầu xuân năm mới thì em gái chia sẻ các bác một chậu tháng 4 bôn đôn với giá bằng 550.000 các bác nhá. 550 cho cái chậu tháng 4 bôn đôn siêu đẹp ạ. Đó, bác nào sưu tầm tháng 4 bôn đôn VIP thì chốt và gọi cho em các bác nhá. 550 ạ. Một chậu tháng 4 bôn đôn các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm được cái chốt và gọi điện trực tiếp cho em gái ạ. Dạ, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó là một chậu kiều cả nhà mình ơi, kiều nhé. Một chậu kiều vuông Lộc Bắc có mã là K1 ạ. K1 vuông nhé, K1 kiều vuông siêu nụ ạ. Đó, K1 kiều vuông siêu nụ các bác nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được K1 em để bằng 480.000 các bác ạ. Đấy, không những nó rất là nhiều nụ mà mắt nụ nó còn sưng rất là nhiều ạ. Thân mập ú ụ luôn các bác nhé. 480.000 cho cái mã K1 ạ. Dạ, cái mã K2 ạ. K2 vẫn là kiều vuông các bác ạ. Rất là nhiều nụ luôn ạ. Thân ú ụ luôn ạ. Thân rất là to các bác nhé. Mập xịu gọi là thân nù cả nhà mình ơi. Rất là nhiều. Đấy các bác ơi, thân to chà bá này. Cái mã K2 ạ. Dạ, K2 thì em để các bác với giá bằng 500.000 các bác nhé. Đó, 500.000 cho cái mã K2 kiều vuông ạ. Các bác sưu tầm K2 kiều vuông thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em gái các bác nhé. Vô đến cả mã K3 cả nhà mình ạ. K3 vẫn là một chậu kiều vuông VIP ạ. Dạ, K3 thì em cũng để các bác bằng 480.000 một chậu các bác nhé. K3 kiều vuông ạ. Nói chung là chậu nào cũng rất là nhiều nụ nha các bác. Chậu nào cũng rất là nhiều nụ ạ. K3 ạ. 480.000 các bác nhé. Đấy, những chậu như này hôm Tết em bán là 600 và 650 một chậu ạ. Đó, bác là sưu tầm được K3 em cũng để với giá là bằng 480.000 các bác nhé. 480 cho cái mã K3 ạ. Đã, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác những cây 4N đơn ạ. 4N VIP đơn ạ cả nhà mình. Đó, trước màn hình của em nó là một cây 4N siêu VIP đơn thân ạ. Đây là những cái cây đơn thân các bác nhé. VIP. Đấy, càng nuôi bản càng to và lá rất là dày và đẹp các bác ạ. Đó, cái mã này chốt cho em là N2 đơn ạ. N2 đơn với giá bằng 680.000 các bác nhé. 680 cho cái mã N2 đơn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Rồi, đến cái mã này là mã N1 ạ. N1 vẫn là một con 4N đơn thân ạ. N1 vẫn là một cây 4N đơn thân VIP ạ. Các ơi, các bác nhìn này. Chất lá của nó là lá nhựa, phải nói nó rất là dày ạ. Cây đã được thuần vườn nuôi, nói chung là khá là ổn định các bác nhé. Nên các bác về chỉ bỏ thêm phân thôi ạ. Dạ, cái mã N1 VIP em để các bác cũng bằng 680.000 các bác nhé. 680 cho cái mã N1 VIP ạ. Đó, các bác hãy cứ cô mình mà sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em gái chia sẻ Zalo các bác nhé. Đó, tiếp đến thì em chia sẻ cái mã VIP ạ. Gọi là siêu VIP các bác nhé, siêu VIP này các bác ơi. Đó, mời các bác ngắm, nói chung là cái chậu lan càng ngắm thì nó lại càng đẹp. Đó, thực tế là những cái cây như thế này là nghĩa ra là em chưa có xuất lô, tại vì chưa có xuất lô rồi, cái lô này chờ tầm tháng 4 là nó có nụ, các bác có nụ và có hoa thì cái giá trị của nó lại lên rất là cao ạ. Cái mã này là chốt cho em là N3 nhé, chậu 2 cây này. N3 VIP ạ. Đã. Cái mã N3 VIP thì em để các bác bằng 1.200.000 các bác nhé. Mời các bác ngắm đây. N3 VIP bằng 1.200.000 các bác ạ. Siêu đẹp luôn các bác ơi. N3 VIP nhá. N3 VIP, cái mã này là mã VIP. Đấy, chậu đôi ạ, một chậu ở 2 cây ạ, với giá bằng 1.200.000 các bác ạ. Rồi các bác chốt cho em cái mã này này, siêu VIP này, gọi là VIP tác phẩm này, VIP tác phẩm. Cái mã này là N8 VIP nhá. N8 VIP em để các bác bằng 1.450.000 các bác ạ. N8 VIP bằng 1.450.000 các bác nhé. Đây là cái mã N8 VIP. 1.450.000 các bác ạ. Siêu đẹp luôn các bác ơi. Đấy, N8 VIP nha. Rồi đến cái mã này cũng là mã siêu VIP, mà mã N9 ạ. N9 siêu VIP em cũng để các bác bằng 1.450.000 các bác ạ. N9 VIP bằng 1.450.000 tiếp các bác nhé. Nói chung hàng VIP mà lá dày bản đẹp như thế này ít khi các bác thấy xuất hiện trên thị trường thực sự luôn, tại vì nó quá đẹp. Đấy, N9 VIP 1.450.000 các bác nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được cái chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Đó, siêu đỉnh luôn ạ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác những cái chậu quế trắng tháng 8 Hòa Bình đơn thân các bác ạ. Đây. Kính mời các bác đón xem cái bản lá nó dày này, cổ lá phải nói nó rất là đẹp luôn. Dạ, chia sẻ cái chậu quế trắng tháng 8 các bác nhé.
Mời các bác ngắm bộ rễ nó đã đẹp rồi. Quế trắng tháng 8 các bác chốt cho em cái mã này là Q8. Dạ Q8 VIP ạ. Em để các bác bằng à. Q8 VIP. Dạ Q8 VIP em để các bác bằng 750 các bác. Q8 VIP này. Rồi chốt cho em cái mã Q8 VIP bằng 750 các bác ạ. 750k cho cái mã Q8 VIP nhé. Đó, Q8 VIP bằng 750 ạ. Rồi đến cái mã này của em là cái mã Q6 các bác ạ. Q6 búi này. Và nói trọng này thì nó lên búi. Đây các bác ạ, lên búi nhá. Siêu đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn các bác ơi, 6 ngọn. Nói chung là khá là dày. Các bác muốn chia chậu về, các bác có thể tách chậu ra cho em với nhé. Tại vì nó rất là nhiều, được nhiều cây. 6 cây dạ cái mã Q6 VIP ạ. Em cũng để các bác bằng 800k các bác nhé. Q6 VIP bằng 800 ạ. Dạ cái mã Q6 VIP bằng 800k các bác nhé. Và các bác sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em đã chia sẻ Zalo từng chậu nha. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái dề cáo đỏ các bác, mà nó là hàng dề. Nói cái dề này thì khá là đẹp các bác. Cái dề này có mã là C6 ạ. Cái mã C6 cáo đỏ ạ. Các bác chốt cho em là C6 cáo nhé. C6 cáo đỏ mà nó là cáo tâm nhánh. Con này nó để dề để búi các bác này. Để dề để búi này. Đấy một con mà nó đi hàng bao nhiêu con luôn. Đấy bên đây còn một con đơn nữa. Dạ. C6 cáo đỏ em để các bác bằng 350 thôi. Dạ, C6 cáo đỏ em chia sẻ với giá bằng 350 các bác ạ. Và các bác sưu tầm những cái tác phẩm đơn thân đẹp thì Zalo trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy. Rồi trước màn hình em lại là một cái siêu phẩm tác phẩm. Bác nào muốn chơi chấn vườn hoặc là làm quà biếu đầu năm thì các bác sưu tầm cho em cái tác phẩm VIP này ạ. Các bác chốt cho em cái lũa này gọi là V1 VIP nhé. Đai châu có mã là V1 VIP. Dạ V1 VIP các bác ạ. 7 cây ạ. 7 cây một lũa ạ. Vậy các bác chỉ cần thêm phân thôi ạ. Không cần phải khí, phải lũa gì ạ. Dạ V1 VIP em xin chia sẻ với các bác với giá bằng 2.500.000 các bác ạ. 2.500.000 các bác nhé. 2.500.000 cho cái mã V1 VIP ạ. Đó các bác nhìn này. Đẹp chất lượng luôn. 2.500.000 các bác nhé. V1 VIP. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và alo cho em các bác nha. Tiếp theo em giới thiệu các bác đó là một cái dề tam bảo. Phải nói là ngọn siêu đẹp các bác ạ. Siêu siêu là VIP nha. Một cái dề tam bảo xếp VIP mà hướng dề dáng rất là đẹp ạ. Dạ xin chia sẻ các bác cái mã này là T8 nhá. T8 một cái dề tam bảo VIP. Các bác chốt cho em là T8 tam bảo VIP nha. Em chia sẻ các bác với giá bằng 1.600.000 các bác ạ. 1.600.000 các bác nhé. Ngọn quá dài luôn các bác ơi. Dề này đang chuẩn bị sắp đi nụ các bác ạ. Đang mở cái lá rồi. Toàn bộ là ngọn đỉnh luôn các bác ạ. 1.600.000 cho cái mã T8 các bác nhé. T8 tam bảo nhé. Hoa vàng các bác nhé. Hoa của nó là hoa vàng ạ. Của Tây Bắc phải nói rất là đẹp ạ. T8 1.600.000 ạ. Dạ, tiếp đến thì em còn mấy chậu quế các bác ơi, còn mấy chậu quế Hòa Bình xếp rụt nữa này. Đấy hôm nay là cũng hết rồi các bác, không còn nữa đâu. Các bác ơi không còn nữa đâu, tại vì hàng này nó rất là đẹp. Các bác nhìn lá xếp cổ rụt này. Lá xếp cổ rụt nhá. Em chia sẻ cái mã này là H6. Em để các bác bằng 300k các bác nhá. H6 quế Hòa Bình nó là hàng nguyên bản xếp rụt, tại vì tách ở những cục gỗ lên chậu. Dạ, H6 em để bằng 300k các bác ạ. Tiếp theo của em nó là cái mã H11 ạ. H11 các bác nhá. Cây này thì cũng khá là đẹp các bác ạ. Rồi cái mã H11 ạ. Cổ lá các bác nhìn nó rất là đẹp. Em cũng để các bác bằng 300k các bác nhá. H11 ạ. Ở đây cái mã này là H12 các bác ạ nhá. H12 thì nó có 2 cây ạ. 2 cây các bác ơi, cổ rụt này. Đấy, rất là đẹp luôn. H12 thì các bác tách chậu chia cho em với. H12 em để các bác bằng 480k các nhá. 480 cho cái mã H12 ạ. Ở đây là cái mã H12 các bác nhá. Các bác sưu tầm thì cứ alo trực tiếp cho em các bác ạ. Đây còn mấy chậu 4N su nữa này. Đây cái mã A1 4N nhá. A1 4N em để các bác bằng 270k các bác ạ. A1 4N bằng 270 các bác nhá. Dạ đến cái mã A2 ạ, VIP ạ, A2 xếp VIP này. Đó A2 xếp VIP em để các bác bằng 280k các bác nhá. A2 xếp VIP bằng 280 các bác ạ. Dạ, cái mã này là A5 ạ. A5 VIP ạ. Em cũng để các bác bằng
280 các bác nhé. A54N VIP ạ. 280 ạ. Đó. Tiếp theo của em đó là một cái chậu cửu bảo tiên các bác. Đó, trước màn hình của em đó là một chậu cửu bảo tiên nhá. Đấy. Nó là sưu tầm được cái chậu cửu bảo tiên này thì chốt cho em ạ. Đó, thị trường thì vẫn đang bán tầm 500 đến 550 một cây ạ. Đây các bác thấy là mị bồng con, cây này mị bồng con, chậu 3 cây và một cây bồng con nhá. Cửu bảo tiên. Đó, tông bột của hoa lan đơn thân rất là đẹp và thơm, đình đám thị trường rất là lâu nay rồi ạ. Dạ, cửu bảo tiên em chia sẻ các bác bằng 650k một chậu các bác nhé. 650 cho một cái chậu cửu bảo tiên ạ. Đấy, tiếp theo còn một vài chậu tháng 8 gọi là đầu xuân năm mới này. Gọi là đầu xuân em năm mới, sale bác nào sưu tầm nhanh thì được này. Đây, toàn bộ những con già này nó đã ra hoa rồi các bác nhá. Toàn bộ những con mít già đã ra hoa rồi. Cái mã này các bác chốt cho em là G1 ạ, G1 các bác nhá. G1 em để các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. G1 6 cây các bác ạ. Đó, một cây nhỏ nữa là 7 cơ. 7 cây, bình thường mã này em bán 860. Bình thường mã này em bán 860 đến 1 triệu. Rồi hôm nay để các bác này G1 này. Đó, G1 bằng 480 các bác nhá. Đó, G1 bằng 480k. Gọi là đầu xuân năm mới. G1 ạ, 480 ạ. Đó, đến cái mã G2 ạ. Các bác chốt cho em là G2 nhận tháng 8 nhá. G1 nhận tháng 8 nhá. Dạ, cái mã G2 ạ. Dạ, G2 thì em cũng để các bác 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 cây các bác nhé. Nể lá này. Chung là nó nể, có không ảnh hưởng đến chất lượng của cây. Các bác chỉ thêm phân ạ. Dạ, cái mã G2 thì em để các bác bằng 360k các bác nhé. G2 bằng 360 các bác ạ. G2 nhá. G2 nhận tháng 8 bằng 360 ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo cho em các bác nhé. Đấy, tiếp đến em chia sẻ các bác một chậu lan sơn thủy tiên mắt đỏ các bác. Đây, đây là cái dòng sơn thủy tiên mắt đỏ đang đi nụ này. Ở cái mã S1 ạ, sơn thủy tiên mắt đỏ nhá. Bác nào sưu tầm được thì em gái chia sẻ bằng 350k một chậu các bác ạ. S1 nhá, sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên có mã là S1 ạ. Đến cái mã S2 của em các bác ạ, toàn bộ là hàng đang có nụ các bác nhá. Toàn bộ là hàng đang có nụ và có chậu thì nụ ngắn, có chậu thì nụ dài ạ các bác ạ. Và nói chung là nó đang bắt đầu đua nụ rồi. Mà cái dòng sơn thủy tiên thì các bác biết là nó rất là sai ạ. Dạ, cái mã S2 ạ. S2 em cũng để các bác bằng 350 một chậu các bác nhé. Đó, 350k một chậu S2 ạ. Sơn thủy tiên ạ, mắt đỏ các bác nhé. Sơn thủy tiên mắt đỏ nhé. Đó, tiếp đến của em là một cái chậu lan hải yến rừng ạ. Dạ, em chia sẻ các bác với giá là bằng 300k một chậu các bác nhé. Hải yến rừng ạ. Đó, bác nào sưu tầm được cái chốt và gọi cho em các bác nhé. 300k một chậu ạ. Đấy, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái chậu lan cẩm báo VIP tác phẩm ạ. Chia sẻ cái mã cẩm báo nhé. Các bác chốt cho em là cái mã này là B. Cẩm báo siêu VIP này. Dạ. B26 các bác, B26 ạ. Một lũa cẩm báo VIP đang nụ các bác nhé. Đang nụ mà các bác nào chơi chấn vườn các bác chốt này. Hoa vừa đẹp vừa độc lạ các bác ạ. Hoa vàng chanh, điểm những cái màu da báo rất đẹp các bác nhìn này, nụ đang đi từ đây. Đó, nụ đi rất là nhiều ạ. Đấy. À, vậy B26 ạ, dạ B26 cẩm báo VIP ạ. Đây các bác nhìn những cái thân này. Siêu đẹp. Dạ B26 cẩm báo VIP em để các bác bằng 1.250k có nhá. B26 bằng 1.250 ạ. Cẩm báo VIP các bác nhá. Đó, về các bác chỉ cần để lên cái đôn chơi là gọi là quá là sang trọng ạ. Nên các bác có thể làm quà biếu đầu năm đều quá ok nhé. Rồi tiếp đến thì em chia sẻ các bác những cái nàng kiều tác phẩm này. Đó, trước màn hình của em là một cái dề kiều tím bắc của vùng miền Nam Tuyên Quang. Tím bắc siêu VIP nha. Bác nào chốt tím bắc siêu VIP thì các bác chốt này. Đó, tím bắc siêu VIP có mã là K12 kiều tím bắc siêu VIP ạ. Em để các bác bằng 1.650k các bác nhé. 1.650 cho cái mã kiều tím bắc siêu VIP ạ. Quá là nhiều thân tơ các bác nhé. Đấy, thuần thì ở trên một cái chậu nhưng mà trong chậu là một cái cục lũa gỗ các bác ạ. K12 kiều tím nang hang nhá. Rồi đến cái mã này là các bác chốt cho em là K11 kiều tím Yên Bái đẹp đỉnh. K11 kiều tím Yên Bái em để các bác bằng 1.800k quá nhá. 1.800k cho cái mã K11 kiều Yên Bái ạ. K11 kiều tím Yên Bái quá nhá, bằng 1.800k. Đó, thị trường các bác cũng biết rồi, một thân các bác mua từ 150.000 đến 200.000 một thân nha. K11 rồi đến cái mã này là B18 cẩm báo một lũa các bác ạ. Rồi. B18 nhá, các bác chốt cho em này. À, cái mã này là B20, em xin lỗi, B20 này. Đó, cây toàn bộ là đang đi nụ các bác ạ.
Cây toàn bộ là đang đi nụ nhá. B20 cẩm báo em để các bác này. Bằng 550k các bác nhá. Đó, 550 cho cái mã cẩm báo B20 ạ. Đó, trước màn hình của em là một cái lũa cẩm báo có mã là B20 nhé. Đó, với giá bằng 550 các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm thì chốt và gọi điện cho em các bác nhé. 550. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một cái chậu kiều mỡ gà các bác. Đây là dòng kiều mỡ gà này, có mã là K10 này. Các bác có nhìn những cái thân tơ này, nó đi nó quá là đẹp luôn nhé. Kiều mỡ gà có mã là K10. Đây, những thân mẹ này nó là thân hoa các bác. Nó chuẩn bị đi nụ hoa đấy. Vì nó đang sưng mắt nụ rồi. Chứ không phải là nó không có lá này mà nó không lên nụ các bác nhé. Đây, những cái mắt nụ nó đang sưng rất là nhiều ạ. Cái mã này là K10. Em để các bác bằng 240k các bác ạ. Đó, K10 mỡ gà nhá. Đó, K10 một cái giò mỡ gà. Đó, em để các bác bằng 240 ạ. 240 các bác nhá. Đây, các bác chốt cho em là B1 cẩm báo này, chậu này nhỏ này. B1 thì em để các bác bằng 240k một chậu ạ. Dạ, B1 cẩm báo bằng 240 các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác chốt và gọi cho em các bác ạ. Gọi điện trực tiếp cho em gái nhá. Em gái chia sẻ Zalo cho ạ. Tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác cái chậu cáo đỏ ạ, 3 cây ạ. Cáo đỏ có mã là B2 các bác ạ, B2 cáo đỏ nhá, có chậu 3 cây này, chậu này thì em để các bác ạ, rồi sale các bác bằng 140k đi các bác ạ. Cáo đỏ 3 cây, chậu nào cây nào cũng ra hoa rồi các bác nhá. Đây các bác nhìn những cần hoa trên thân là các bác biết này. Đó, dạ B1 cẩm báo. À, B1 cáo đỏ nhá, em để các bác bằng 140k các bác ạ, 140 nhá, cho cái mã cáo đỏ các bác nhá. B1 à, B2 các bác ơi, đây là B2, em xin lỗi này, B2 cáo đỏ này. B2 cáo đỏ bằng 140 ạ. Tiếp theo B1 các bác ạ, B1 cáo trắng đẹp này. Đẹp lắm cái chậu này ạ. Mà nó chỉ lỗi lá một tí là nó xước từ trên rừng ấy, lúc từ trên rừng này nó đang xước sát này này. Đấy, hàng thuần rất là lâu rồi nhá. Dạ, B1 cáo trắng các bác nhá. B1 cáo trắng này, một con phân nhánh một con không này. Dạ, B1 cáo trắng nhá, em để các bác bằng 160k các bác nhá. 160 cái mã này sale bình thường 500.000 một cây. Đấy, cứ cây như này là 500.000 một cây xếp này các bác này. Đấy. Nó dư tầm nó chốt cho em 160k các bác ạ. Nó lỗi lá em bán giá thanh lý đấy. Các số tầm thì chốt và gọi cho em các bác ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác cái mã này là T8 ạ, một dề tam bảo sắc vàng đẹp ạ. Một dề tam bảo sắc vàng các bác nhá, một lũa, nói chung hàng thuần 4 năm rồi. Đó, T8 tam bảo sắc vàng lửa, em để các bác bằng 250 các bác ạ, 250 nhá. Có đúng một giò thôi. Có 250 bác số tầm thì chốt nhá, T8 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngọn các bác, 10 ngọn nhé. T8 ta bảo sắc vàng lửa. Đấy, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một chậu cáo trắng VIP này. Đây, cáo trắng VIP nhé, chốt cho em cái mã này là cáo trắng VIP, chốt cho em cái mã này là B5 cáo trắng. Dạ, B5 cáo trắng em chia sẻ các bác với giá bằng 550 các bác ạ. Đó, 550 cho cái mã B5 cáo trắng các bác nhé. Cáo trắng, bác sưu tầm thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Đó, B5 cáo trắng bằng 550 các bác nhé. Tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác một cái những cái chậu lan cát đơn, lan cát cát đại các bác. Đây là những cái dòng cát đại này, cát đại pha thơm này. Đó, bình thường em bán 350, 360, thậm chí là 400 một chậu. Ở đây cũng là đầu xuân năm mới. Nó là sưu tầm bởi vì chốt và em gái chia sẻ với giá là bằng 300.000 một chậu các bác nhé. Chậu nào cũng có nụ và hoa như thế này các bác này. Cả cát vàng, cả cát đỏ, cả cát trắng các bác nhé. Toàn bộ là cát pha rất là đẹp đang nụ các bác này. Đấy, cả những cái chậu vàng tia nhé cả mình đang nụ nhé. Nó chia sẻ các bác bằng 300k một chậu. Đấy, đồng giá cho các bác, nhưng các bác lấy cát thì các bác cứ comment và ủng hộ cho em. À, các bác cứ gọi điện cho em này, em gái sẽ quay Zalo cho. Cứ 300k một chậu cát. Nó là dòng cát pha thơm, cát đại một lá. Đấy, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái chậu cát khủng hay còn gọi là cát cổ, một chậu vua cương sơn khủng như thế này này. Đấy, một chậu vua cương sơn hàng khủng, gọi là hàng cát cổ nhé cả nhà mình, nó là dụng tốt cát ba. Đấy, bác đã sưu tầm được rồi. Và em chia sẻ các bác với giá bằng 1.200.000 một chậu các bác ạ. Đó, 1.200.000 một chậu cát ba này các bác nhé. Đấy, trước màn hình của em vẫn là một cái chậu kiều mỡ gà các bác, kiều mỡ gà. Chúc cho em cái mã này là K16 mỡ gà, em để các bác cũng bằng 400k có nhé. 400k cho cái mã K16 mỡ gà. Đó, tiếp đến của em là một lũa nhện hàng 8 các bác. Đây là hàng lũa rất là đẹp, bình thường lũa này em bán 1.8 triệu đến 2 triệu.
Đấy, đây vẫn là đầu xuân năm mới thì em gái sale các bác cái chậu này nhé. Bác chốt cho em là G8 nhận tháng 8. G8. Dạ G8 em để các bác bằng 1 triệu 1 triệu 350 các bác, 1 triệu 350 nhé. Cho cái mã G8 nhận tháng 8 các bác ạ. Nhận tháng 8 có mã là G8 1 triệu 350 ạ. Dạ, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đây, trước màn hình của em là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ Quốc Dân. Thì chậu này nó mới xuống lá thôi các bác, nó chưa đóng nụ nhé. Có chậu thì đóng nụ rồi. Chính ra là nó có 5 thân, và thân này em vừa va chạm phải nó gãy này, nó gãy thì em tặng các bác là cái đơn này luôn về các bác. Ươm ki cũng được nhé, ươm ki cũng được. Đây chậu này 4 thân siêu dài. À, một chậu Phú Thọ Quốc Dân, chậu nái các bác nhé. 5 cánh trắng Phú Thọ Quốc Dân, dễ chơi, dễ hoa. Và em chia sẻ các bác chậu này vừa giá bằng 350 các bác ạ. 350 cho cái chậu Phú Thọ 5 cánh trắng Quốc Dân nhé. Chậu mị nái rất là to. Dạ 350 các bác ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái dề tam bảo các bác ạ. Đây là hàng dề này. Tán tròn rất là đẹp và đang có nụ các bác. Dề này thì nó đóng nụ rồi. Đấy. Dề này đóng nụ rất là đẹp ạ. Cái mã này các bác chốt cho em là T9 ạ. Dạ T9 nhé. Đấy các bác nhìn cái dề tam bảo VIP này. Dạ em để các bác với giá là bằng 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000 cho cái mã T9 tam bảo ạ. Đó, trước màn hình của em một cái dề T9 tam bảo siêu to nhé. Đó, với giá bằng 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 nhé. Đó, các bác sưu tầm được thì chốt và gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đây để em giới thiệu thêm các bác một cái lúa đai châu to như thế này này. Tại vì không có người hạ xuống ấy, nên em cũng chưa có quay được cái video. Ồ. Đây. Các bác ngắm giúp em này. Đấy, trước màn hình của em là một cái lũa đai châu phải nói là đẹp như thế này các bác, VIP như thế này. Gọi là siêu VIP các bác nhé. Đai châu tác phẩm. Đấy, bác nào chơi chấn vườn thì chốt luôn, quất luôn cái lũa này cho em. Hoặc là làm quà biếu đầu năm thì gọi là đẹp xuất sắc nhức nách rồi. Đấy, các bác nhìn lũa đai châu như thế này. VIP. Một cây, nói chung là cây hầu như là đẹp đẹp mỹ mãn rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây các bác, lũa này của em 9 cây khủng nhá. 9 cây này nó rất là khủng. Em để các bác bằng 1.800.000 các bác ạ, 1.800.000 nhé, lũa này 9 cây. 1.800.000 cho cái lũa tác phẩm 9 cây ạ. Các bác ngắm này. Các bác chốt cho em cái trụ này là VIP nhá, C28 VIP đai châu ạ, C28 VIP nhé, một trụ VIP tác phẩm. Dạ em chia sẻ với giá bằng 1 triệu. À em xin lỗi, với giá bằng 1.800.000 các bác ạ, 1.800.000. C28 VIP nhé. Bác ngắm lũa đai châu là các bác đủ biết chất lượng của cái giò đai châu cực đỉnh VIP 1.800.000 các bác ạ. 1.800.000 cây phải nói là đẹp mỹ mãn luôn. Đó. Bác nào sưu tầm được thì cứ chốt và alo trực tiếp lên số điện thoại bên em các bác nhé. Và tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác một cái trụ này này. Trụ này có mã là C11 ạ. Ôi giời ơi các bác, C11 của em thì nó lại đẳng cấp luôn. Đây. Dạ, em kính mời các bác ngắm này cái lũa C11 VIP này. Dạ C11 siêu VIP em để các bác giá bằng 850 các bác nhé. 2, 4, 6 cây các bác, 6 cây đỉnh. Phải nói đỉnh như thế này các bác nhìn này. Nói chất cây thì quá là đẹp. Dạ C11 em để các bác bằng 850 các bác nhé. Cái mã C11 đai châu VIP 850 các bác ạ. Không có chỗ dựa thành ra là nó rất là khó để. Dạ C11 bằng 850 các bác ạ. Mời các bác ngắm C11 850 này. Anh chèn cho em cái viên gạch ở đây để cho nó đứng cái.